Còn khủng long kia, đừng hòng đắc ý. Ta sẽ tiêu diệt ngươi trước. Mệt quá. Chuyện gì cũng phải cần mình ra tay. Yeah! Con khủng long kia là ai đó? Ta là đâu mất rồi, sao không nghe hết vậy? Trên mì tôm thanh long. Lần đầu tiên trái thanh long có trong mì tôm. Mì thanh long. Lần thứ hai trái thanh long có trong mì cay. Wow, mì cay. Mì cay chờ ta. Mì thanh long đâu rồi? Mì cay nữa. Không có mì thanh long ăn giận bằng bắp luôn. Không có mì cay mình ăn thịt bằng bắp luôn. Nó đùa chứ bộ. Đúng là tham ăn. Con rùa và người chị xấu tính. Ăn năng thích quá. Chị hai ngồi lên bạn rùa rồi kia. Ui, thôi kệ, không sao đâu. Mình đi lại đằng kia chơi đi. Ok. Ui da, đau quá. Cái cô kìa, ta sẽ cho cô một bài học. Chú. Dạ. Chú. Ui da. Ha 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 ha. Có sao không chị hai? Đau muốn chết luôn à. Giải cứu bạn rùa. À? Bạn rùa đang gặp nguy hiểm, phải nghĩ cách cứu bạn ấy thôi. Công an chạy. Yeah! Để mình thả bạn về xong. Ông là ai? Ta là thần rùa, ngươi đã thả con cháu của ta, ta sẽ cho ngươi một điều ước. Thôi, không cần đâu. Thật là con gấu tốt bụng, thôi ta về ngủ thôi. Con sâu xinh đẹp. Ê bắp. Hả, cái gì đó chị? Đằng kia có con gì đẹp lắm, đi theo chị nè. Ok. Ở đâu chị? Nó kìa. Oh no. Nó, thấy đẹp chưa? Hả, con sâu thì ghê dữ vậy chị? Ai hút đi mà. Sao? Món quà bất ổn của ông già Noel. Từ từ, ai cũng có quà, ai cũng có quà. Con ước cái gì? Con ước có một cái bong bóng thật đẹp. Chuyện nhỏ, đây. Hả? Cái gì vậy chàng? Đồ khờ. Cái này là lỗi kỹ thuật. Con đi, con ước cái gì? Con ước có một con thú cưng thật là to. Quá dễ. Chú. Dạ. Hả? Mèn ơi, nhầm nữa rồi chàng. Thôi, thôi, con không nhận nữa đâu. Thôi, đi phát quà cho những đứa khác thôi. Cây thông khổng lồ. Cây thông Noel nhỏ xíu. Còn đây là cây thông Noel to. Merry Christmas. Còn có ông già Noel nữa đó.